Chiều ngày 10 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp lần 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo. Phiên họp đã đánh giá các kết quả đạt được trong quý 4 năm 2022, cùng với đó thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp thứ nhất và các cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kết luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Trong đó, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh giao cho các thành viên trong ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 22 và cuộc họp thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 28 tháng 11 năm 2022. Cùng với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện theo dõi chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, thường xuyên rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh theo dõi chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với các ngành lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Đồng thời khắc phục các thiếu sót tồn tại trong công tác giám định, định giá tài sản theo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn, bổ sung biên chế cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh.